À, chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng âm thanh Nam Tép. À, hôm nay bên em xin giới thiệu các bác một cái dàn karaoke trong phân khúc là dưới 20 triệu các bác nhé. Dàn karaoke này thì bên em set bao gồm cấu hình như sau: một đôi loa Watford bass 30, một con đẩy CBL Cotic TD9, một con vang EM OK 88 và một con đẩy một con bộ mic micro Cabot model là SLX 26. Thì cái dàn karaoke này thì bên em bán thì với chính sách như sau. Thứ nhất là những cái thiết bị bên em bán ở đây, khi mà các bác lấy là bên em chưa bao gồm phí ship. Tuy nhiên khi mà các bác lấy cả dàn thì bên em sẽ bao ship cho các bác. Bao ship cho các bác, và thứ hai nữa là sẽ tặng đầy đủ phụ kiện từ dây giác tất tần tật là đầy đủ cho các bác, và thứ ba sẽ là nâng lên cái thời gian bảo hành của các bác lên 3 tháng, thay vì những cái thiết bị như trước đây về bán là ví dụ như bảo hành 1 tháng thì đây là được bảo hành 3 tháng, thì là được khi mà các bác cái quyền lợi các bác được mua dàn nó là như thế. Còn về những cái thiết bị ở trong dàn karaoke đây thì em sẽ giới thiệu từng chi tiết luôn. Thì thứ nhất là con loa Watford Bass 30 này có giá là 9 triệu các bác nhé. Watford là hàng này là hàng xịn của Anh, hàng cao cấp, nói thẳng là thế. Thì dòng Watford này thì bên em về được 30 đôi, tuy nhiên là chưa đăng lên bán, tại vì là hiện nay là kho chưa có đôi để nên em chưa bóc bao bì ra. Và để nên mà tức là cái dàn là cái loa này thì có một, tức là em khi là live stream lên thì có một số các bác biết thì các bác yêu cầu bác bảo ghép cho các bác, thì để bác lấy một dàn như thế này thì hôm nay nhân tiện là em ghép luôn, thì cũng tranh thủ là thứ nhất là vừa test chất âm của nó, thứ hai là ghép một cái dàn karaoke theo yêu cầu của bác. Cái loa này thì phải nói là loa hàng xịn, các bác yên tâm về cái chất lượng của nó. Cái thiết bị thứ ba thứ hai là một con đẩy CBL Cotic TD9 chạy mạch class TD công suất 900W một kênh. Con này thì nó chạy hình như là 12 xòa thôi. Đấy các anh nhá, chạy chỉ có 12 xòa là tuy nhiên là 900W một kênh. Con đấy này thì là CB là một cái thương hiệu cực kỳ là xịn rồi, hàng xịn của Mỹ các bác nhé, là thương hiệu. Thực sự là nếu như các bác gặp ở trên thị trường đối với dòng TD5 thì các bác lâu lâu còn gặp, nhưng mà TD9 thì cực kỳ là hiếm, mà con TD9 này thì nó rất là hiếm các bác nhé. Giá con này là 5 triệu rưỡi, 5 triệu rưỡi. Các bác có thể thay thế con TD9 này thì bằng những cái con mà nó giá thành nó tiền nó tương đương và chất lượng nó tương đương. Ví dụ như là con MUF MD2006 chạy mạch là con đó là cũng 5 triệu rưỡi, 5 triệu tư. Hiện nay là bên trước đây bên em nắm bán 5 triệu rưỡi, nhưng mà vừa rồi là bên em nhập tới rẻ hơn thì để cho các bác là 5 triệu tư đấy là thì các bác thích thì các bác có thể đổi cho con đó. Con vang này thì là vang EM vang cơ lai số, thì vừa rồi qua là em quảng cáo cái vang này rất nhiều, mà thực sự là cái vang này là rất là hay, cực là hay luôn. Các bác không bao giờ phải lo cái chất lượng của cái con vang này, và không bao giờ phải nghi ngờ về nó, là khẳng định là một trong những con vang cơ lai số mà số 1 hiện nay, thậm chí là vang cơ lai số mới cũng không thể ăn được nó, hoặc là những con vang cơ lai số nhiều tiền cũng chưa chắc đã qua được nó. Nó này là một con vang cơ lai số phải nói là tuyệt vời. Đấy. Các bác xem chi tiết thì có thể là xem vào trong kênh của Nam Tép, các bác xem em giới thiệu rất kỹ về con vang này. Bộ micro Cabot model là SLX 26. Thì Cabot đây là một trong những cái phân khúc cao cấp của BBS. Đấy. BBS dùng côn vàng, nó cũng là của BBS sản xuất, tuy nhiên là đây là hàng cao cấp của nó, và giá của bộ mic này là hàng cực đẹp. Đấy. Thì mic của BBS thì bên em bán thì trong thời gian qua rất nhiều. Giá của nó thì nó dao động từ 1 triệu rưỡi trở lên đến 2 triệu rưỡi, có thể là 3 triệu. Tức là về chất lượng thì nó BBS thì em chưa nói về cái nó không chưa ảnh hưởng nhiều đến cái giá thành của mic BBS, thì nó phụ thuộc vào hàng đẹp và hàng xấu, hàng càng đẹp thì giá càng cao, thậm chí đấy thì cho nên mà có mà những cái bộ mic mà nó giống y chang như thế mà nó chỉ tầm 1,5 triệu, cũng cái bộ đó có khi là 3 triệu, thì hàng nó càng đẹp thì nó giá nó càng cao. Thì bộ này là hàng 2 triệu 7, hàng bao đẹp. Hàng nguyên cái combo cái dàn karaoke này thì cái chính sách bán này như sau, nói luôn bán là trong bao test trong vòng 2 ngày bao hay, không ngừng có thể hoàn trả lại cho bên em hoàn đủ tiền. Tuy nhiên khi mà trả lại thì các bác phải trả cước cho em, trả cước chuyến đi và cước chuyến về.
Bên em không lấy tiền đóng gói, không lấy tiền phục vụ, tức là không lấy tiền cài đặt, không lấy gì hết. Chỉ là các bác yêu cầu các bác trả cho em là tiền vận chuyển bao nhiêu thì các bác có thể trả lại và bên em hoàn đủ tiền cho các bác trong vòng 2 ngày. Còn là trong còn hàng này thì khi mà chuyển đi thì bên em sẽ set up sẵn như thế này, đảm bảo là đầy đủ hết cho các bác, chỉ việc nhận và cắm và hát. Đấy. À, chất lượng của sàng này thì là bao xin zin bao xịn cho các bác. Đấy, vì là bảo hành 3 tháng nữa thì các bác yên tâm về từng cái chất lượng của cái thiết bị mà bên em lắp vào trong đây. Tại vì là nếu như trong dàn này mà bên em chỉ cần dùng một một thiết bị nó không đạt chuẩn hoặc không hay thì toàn bộ cái dàn này nó sẽ không hay. Giả sử như loa không hay thì đẩy vang mic tốt bằng máy thì nó cũng không thể hay được. Hoặc là giả sử như là vang mic và loa tốt đi nhưng đẩy kém thì cũng không thể hay được. Tóm lại là chỉ cần một thiết bị không hay thì cái dàn này nó sẽ không hay. Thì bây giờ thì để thực hiện gọi là làm chứng minh cái điều đó thì em sẽ hát thử một bài để các bác so sánh. Thì hôm qua em cũng đã test một cái dàn cấu hình nó cũng tương tự như thế này, chỉ khác là cái đôi loa. Thì cũng hát một bài thì ở đây cho các bác nghe thử. Tức là bây giờ trước khi mà hát thì em thử cái tiếng mic cho các bác nghe nhé. Tiếng mic cái dòng này hát em bao cho các bác là hát không bao giờ tốn hơi tốn sức gì hết đó. Hát thì thậm chí là rất nhẹ nhẹ. Một hai lên. Thứ nhất là để mà đạt được cái tiếng mic nó chuẩn thì nó rất nhiều cái yếu tố để mà được cái tiếng mic nó hay. Em chưa nói phần tiếng nhạc vì là đây em đang nói karaoke. Tiếng mic karaoke thì cái tiếng mic là quan trọng nhất, nhưng mà để ra cái tiếng mic thì nó cái loa nó phải hay, loa nó hay và chuẩn, tiếng vang nó phải hay và mic nó phải hay và đẩy nó phải khỏe thì nó mới ra được cái tiếng mic. Đôi khi là có những cái loa mà nó đánh nghe nhạc thì hay nhưng hát thì không để hay được. Đấy. Tại vì là cái thiên thuần tép nó kém thì cái tiếng mic nó đạt chuẩn là nó phải đủ ấm, tiếng phải dày ấm, phần chung của nó phải phần chung phần tép của nó phải sáng. Tuy nhiên sáng là nó phải nhuyễn, nó không phải phô, không phải nghe bùng bùng, không phải nghe cái kiểu là trong toang như thế. Giọng nó phải ấm, không phải là nghe hát thì cứ nghe ví dụ như là lên nó sáng quá thì nó lại là chói, chói thì nó rất là khó chịu. Hát thì nó nhẹ, có khi là nó nhẹ nhưng mà dễ hú hú và nó lại cảm giác nghe một hai bài rất là chói tai, rất là khó chịu. Nó phải đủ ấm. Đấy. Thì bây giờ em sẽ bây giờ theo em thì nó rất là hợp lý. Tại vì thay vì các bác đến tận nơi các bác test, nhiều khi là mất thời gian, mất công, mất sức, trời nắng rất chi là mệt, tiền xe, tiền cộ, tiền xăng, tiền đủ thứ trên đời. Thì các bác có thể ở nhà bốc máy lên cho em và các bác em sẽ gửi đến cho các bác. Bác test trong vòng 2 ngày không ngừng thì bác sẽ hoàn lại cho bên em. Chỉ mất một vài trăm ngàn tiền cước, coi như là các bác được trải nghiệm một cái dịch vụ gọi là tận nhà cho các bác. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bác nha. Xin chào, hẹn gặp lại nha.